Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đàm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho này những cái kìm của hãng Tuto, hàng công nghiệp rất là xịn luôn. Cửa hàng mình vừa về thêm mấy dòng kìm cắt điện mà dòng công nghiệp đó anh em. Kìm cắt điện. Kìm cắt điện thì nó có hai cái dòng, một dòng là loại thường như thế này. Loại thường như thế này thì nó sẽ rẻ hơn anh em, chất thép này nó sẽ rẻ hơn là so với những cái dòng mà công nghiệp như đây. Những cái dòng này thì nó sẽ rất là mắc. Anh em thấy không? Này là dòng phổ thông thôi. Nha, dòng phổ thông, còn dòng công nghiệp thì làm một loại thép rất là xịn luôn đó anh em thấy ha. Đó thì mình sẽ giới thiệu cho anh em từng cái để anh em có thể anh em mua hàng ha, ở bên cái kệ Tuto nha. Đây kệ Tuto, anh em vào đây thì nó có như thế này đây đó. Này là bên cửa hàng Tiến Phát ha, 876 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình, phố Hồ Chí Minh. Rồi nói về cái dòng kìm cách điện phổ thông, nói chung như này anh em xài nhà vẫn được ha. Cái loại kìm mỏ nhọn cách điện phổ thông nè, nó 101.000 một cây nè, kìm mỏ nhọn đót luôn ha. Rồi một cái kìm răng, kìm răng cũng cách điện nè, giá 107.000 nha, 107.000 cái kìm này 7 inch nha. Rồi cái tiếp một cái kìm cắt, kìm cắt cách điện cũng dòng này là 6 inch anh em, những dòng anh em cắt thằng cắt đồng nha, 96.000. rồi cái tiếp mình sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng cách điện và dòng công nghiệp. Dòng công nghiệp thì mình có đây là một loại kìm cắt nè anh em nha, này là kìm cắt dòng công nghiệp, có chữ industrial đây anh em thấy không đó, 180mm 7 inch nha, giá 129.000. Anh em mua hàng nói kìm kìm cách điện dạng công nghiệp á, giá nhiều mình cái ha, tại nhiều quá, 129.000 cho cái kìm cắt cách điện dòng công nghiệp anh em, 129.000. Kế tiếp giới thiệu cho em một cái kìm cắt, này là cách điện mà dạng cắt cáp nè anh em. Những cái dòng này nè, cách điện 1000V anh thấy không, này nè cách điện này nè, ghi cho là 1000V hả nha, cách điện 1000V dòng công nghiệp, thép CRV 6 inch, này kìm cắt cáp ha, nó có cái những cái sợi đây nè anh em, bỏ cái cáp đây anh em cắt nè, hai cái ha. Đó, giá của kìm này là 102.000 một cái kìm. 102.000 nha. Kìm cắt cáp cách điện 1000V. Rồi. Thì cái tiếp mình giới thiệu cho anh em một cái kìm cắt. Đó, đây cũng là kìm cắt cách điện 1000V, thép CRV ha. 6 inch luôn, dòng công nghiệp 160mm. Này là chuyên cắt, anh em nhìn cái chất thép nó sẽ khác nha, màu đen và nó giống như những cái kìm như thế này nè. Đó, nó giống như những cái dòng này. Ở đây nè, anh thấy không? Cách điện 1000V ha. Cái chuẩn nó khác, ở dưới cái thân ở đây nè, nó ghi chữ industrial anh em ha. Dòng công nghiệp. Nha, những dòng này anh em xài sướng lắm. 124.000 cho cái kìm cắt nè. 6 inch. 160mm. Cái tiếp theo anh em một cái kìm răng. Đây là một cái kìm răng, dòng này là dòng 8 inch anh em, 200mm. Cách điện 1000V luôn, thép CRV, giá 141.000. Anh em ơi, tất cả dòng công nghiệp hết, rất là xịn luôn nè nha. Dòng này mình mới về 141.000. Anh em mua kìm anh em nói rõ cho mình nha, tại vì nhiều quá mà không nhớ rõ đâu. Anh em cứ nói là kìm răng cách điện 1000V 8 inch đó, 200mm, giá 141.000 là vậy, người ta chốt đơn hàng cho nó lẹ. Rồi cái tiếp một cái kìm răng cách điện 1000V dòng công nghiệp, dòng này là 6 inch thôi. Nếu anh em nào muốn gọn nhỏ thì anh em mua này, giá 117.000. 117.000 nha anh em. Đó, dòng công nghiệp xịn lắm. Dòng này bán nhiều mà mấy nay rồi không có thời gian giới thiệu cho anh em ha. Cái tiếp giới thiệu anh em một cái kìm nhọn cách điện 1000V, hàng công nghiệp luôn nha, dòng công nghiệp 6 inch, 160mm, giá là 108.000 anh em ha. Đó, anh em xài điện sống rồi xài cái này ngon nè nha. Ok ha. Cái kìm này thì cũng đó, bên hai này giống nhau anh em á, nó hai này giống nhau nè, 141 này giống nhau. Rồi nói về kìm cắt cách điện thì mình sẽ có như thế này, một cái kìm cắt nè anh em thấy không, cắt dạng này nè, chuyên cắt nè anh em, và hai là kìm cắt như thế này ha. Cái đó, cái dạng này dạng kìm cắt giống đầu nặng này nè ha. Đó, dòng này dòng kìm cắt đầu nặng, giữ hai vị đất ti nè, thấy không, đây ở trên là hai vị đất ti đó ha. Đây kìm cắt đầu nặng nè nha, dòng là dòng công nghiệp cách điện 1000V nha anh em, với 129.000 anh em mua hàng nó giùm mình cái. Còn này là cái kìm cắt nha, cái dòng này kìm cắt nó không phải là dòng heavy duty, nên nhìn cái chữ màu đỏ cho nó không phải là dòng heavy duty ha. Cái dòng này là dòng kìm cắt cũng dạng công nghiệp cách điện 1000V thôi, giá là 124.000. em lưu ý giùm mình hai cái này nha. Đó, này là kìm cắt 129, này là 124, hai này nó khác nhau ha. Rồi còn về kìm răng thì có 6 inch rồi 8 inch ha, ở đây kìm cắt cáp nè nha, kìm mỏ nhọn. Ngoài ra thì anh em cũng có thể mua những cái kìm công nghiệp như thế này. Những kìm công nghiệp như thế này thì giá mình cũng khá là ok. Anh em có dòng này là dòng 8 inch 200mm, giá 110.000 cho kìm này, dòng công nghiệp ha. Đó. Và kìm cắt ở đây, kìm cắt là dòng công nghiệp 7 inch. Đa phần làm kìm cắt là chỉ có 6 inch 7 inch thôi nha anh em, 7 inch thôi chứ nó không có 8 inch nha. Kìm cắt này của hãng Tuto, giá 94.000 dòng công nghiệp. Những dòng công nghiệp là nó có cái quay móc ở đây nè anh em ha.
hãng Tô Tàu. Đó, thép CRV ha, thép CRV, hàng công nghiệp hết. Rồi 194.000 cho kìm cắt như thế này. Ngoài ra anh em có thể mua một cái kìm nhọn đây, cũng dàn công nghiệp luôn, 71.000 thôi, thép CRV 6 inch, 71.000. Rồi, về kìm cắt thì ở đây mình sẽ có cái kìm cắt ở đây nha. Cái kìm cắt này thì nó dạng là Heavy Duty nè. Riêng cái dòng Heavy Duty này anh em thấy đây nè, anh em thấy không? Có chữ Heavy Duty nè. Đó. Đỏ đỏ trên đây nè. Cái kìm Heavy Duty này thì nó lại không có hai cái móc trên đây nha. Cũng là kìm cắt đầu nặng nè, giá của con này là chỉ có 90.000 thôi. Nó bằng với cái con Inco á nè. Nó bằng con Inco, hiện tại Inco đang hết hàng, tầm khoảng mai mốt về lại nha. Đó là kìm cắt đầu nặng Total nha, công nghiệp 90.000. À, này cắt thôi chứ không cách điện 1000V nha. Anh em mua cách điện 1000V nhớ thêm cách điện 1000V vào. Rồi, đây là kìm cắt luôn, nhưng mà cái này không phải dòng Heavy Duty ha, kìm cắt cũng dạng công nghiệp luôn. Này tăng lực này 94.000 nha anh em, 94.000, 7 inch, 180mm nha, đó 94.000. Ok. Anh em mua những cái kìm thì anh em cứ nói kìm loại nào thì mình cái nha, hoặc anh em chụp màn hình gửi qua thì mình có sẵn kìm này nè, đây. Đó, những cái kìm này nè. Mình chọn những cái kìm mà tốt nhất của hãng in của hãng Total mang về đây để keo đây ha, tốt nhất luôn ha, để bán cho anh em, bán là dòng dòng tốt nhất ha. Còn nó còn những dòng phổ thông nó rẻ hơn ha, phổ thông thì nó nó tất nhiên không bằng rồi, giống như là hồi xưa nó không có về cái kìm cách điện 1000V này thì mình đem cái dòng phổ thông này mình về mình bán. Thực ra dòng phổ thông này bán cũng rất là chạy nè anh em nha, dòng phổ thông bán rất là chạy, nó rất là đẹp ha. Những cái cao su mà nó thật sự nó cũng cách điện nhưng mà nó chưa đủ cái chuẩn 1000V, thực sự mình xài 220 thì cái kìm này xài cũng ngon rồi ha. Nhưng an toàn hơn thì nó nên xài cái 1000V đó, thực sự 220 thì xài cái kìm này cũng rất là ok nha. Đó rồi, ok anh em nhu cầu về những cái kìm này có thể liên hệ với cửa hàng mình bên dưới được mua hàng. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.